Hello cả nhà nha, bữa nay trở lại săn cá lóc nha cả nhà. Bữa nay chiến bữa rồi, quá lâu rồi không chiến. Đây, bữa nay đi cùng mấy anh em nha. Lên mồi lên sưng. Lên mồi đi chứ, còn để gì nữa. Đó, khâu chuẩn bị nè, quá hoành tráng luôn à. Rồi để quay lại coi. Em sừng ra anh lên cá đầu kiến trước đi. Sừng lên leo kiến trước à. Ủa gãy ngay đây vậy trời. Không cần nói của em, cần nói em, anh câu cần ấy đây, đây em câu cần đó trời. Cá mấy cá, hai cái nha các bạn. Đây, cảnh đốc quê nha các bạn. Điểm câu rô phi quá lý tưởng. Đây bên đây câu cá lóc đây. Cần thủ câu cá lóc. Cảnh này là quá hấp dẫn ha. Vì mà câu không cá không ăn nó không biết sao. Đây mời câu rô phi đây. Đây một em cá rô. Đâu mặt rồi đây. Từ giờ mới dính. Một em cũng được ha. Rồi. Nói chung là đi gì có không quan trọng, kiếm cho tôi 60 con đó được rồi. Đây mình mới dọn chỗ mới nha các bạn. Qua điểm mới mới được bánh cầu không dính này. Đây cái chỗ có cầu này quá lý tưởng. Quá lý tưởng này mà biết dính hay không đây. Quá lên tim bạn ơi. Không biết có nó lên nhiều không nè, nó lên tim dữ à. Chiếc con gô phi 1 ký à. Gô phi đây bự không à. Rồi. Rồi đó bạn. Cá bình cần thủ bên kia ăn nha các bạn. Đó. Dính chưa? Chết quất rồi. Không dính. Không dính rồi. Dính rồi nghe các bạn. Dính rồi. Đây sản phẩm. Lên hàng. Quay qua mới được. Đây một em. Quá êm nha. Một em bự nha các bạn. Đây có sản phẩm rồi. Đây một con quá lâu mới dính nha bạn. Quá lâu mới dính. Buổi chiều chúc bạn xem video vui vẻ nha. Cũng gần tiếp tục nữa nha các bạn. Buổi chiều hôm nay câu im nha các bạn. Rồi bữa nay có sản phẩm rồi nha. Quá im, quá lâu các bạn ơi. Trong ngày lâu quá không có đi câu. Bữa nay câu là mới được con nha. Để chiều nữa coi. Đây các bạn. Cái ao này cũng rộng rộng các bạn. Quá chuyện mưa rồi, quá gió rồi. Kết thúc nha các bạn, kết thúc buổi câu nha. Kết thúc buổi câu. Quá gió rồi, mình về thôi. Em là chị sao câu được. Quá gió rồi, cần thủ cuốn cần. Khác. Ổng anh quay đi. Không có quay em mà. Không quay chưa? Dạ. Dạ anh em nha anh em. Bóc đường em vô mắt nha anh em. Rồi. Năm lạng.
không lạ nha anh em. Rồi chào anh em, buổi chiều vui vẻ. Kiểu của thầy Phết nha. Chưa bị. Nó lúc đó tắt không? Sáu giờ 15 phải không? Sáu giờ 15. Rồi. Rồi bào thêm hơi nữa. Ok. Rồi, chúc mừng anh.